Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video chia sẻ tập tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là làm một cái video chia sẻ về những cái vấn đề mà xung quanh cái việc mà nuôi hamster vào mùa hè đó các bạn. Tại vì mùa hè thì các bạn đã biết rồi, rất là nóng. Những bạn nào mà ở trong miền Nam như mình á thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ nóng hơn những bạn ở miền ngoài. Đó, những bạn ở miền ngoài mà những ngày nào không có mưa á thì sẽ rất là nóng luôn. Còn những ngày nào mà có mưa thì nó sẽ đỡ hơn nha các bạn. Mà các bạn đã biết rồi, những cái con chuột hamster này á, thì lạnh thì không sao, nhưng mà nóng á, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với mấy con chuột này, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của mấy con chuột này luôn. Đó, vì thế là hôm nay mình muốn làm một cái video chia sẻ như thế này để nếu như mà các bạn thấy ok á, thì các bạn có thể áp dụng theo để mà nuôi hamster, những con chuột của bạn nó ok hơn, tránh những việc mà mấy con chuột này nó nóng quá dẫn đến việc sốc nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy con chuột này nha. Và ở đây á, thì mình có mấy cái con chuột này các bạn, đây tổng cộng là 4-5 con. Thì 5 con này á là đều là dòng Winter White hết. Và 5 con này mình hiện tại mình cũng đang bán nha các bạn. Hiện tại thì ở ngoài trời đang mưa các bạn, cho nên là ánh sáng nó không được đầy đủ cho lắm. Cho nên là những bạn nào mà cần mua những bé này á thì có thể inbox vào Facebook của mình nha, hoặc là Zalo của mình. Thì mình sẽ gửi ảnh chi tiết hơn cho các bạn xem. Hiện tại á thì trong bầy này là cùng một bầy là sẽ có 2 con trà sữa, 2 con vàng chanh và một con sóc nha các bạn. Đây, một con sóc. Và những bé này là đều dòng Winter White hết, mình đang bán luôn. Đó, các bạn nào cần mua thì nhắn vào Facebook giùm mình. Các bạn ở khu vực Trà Vinh á thì mình sẽ sắp xếp gửi nhanh nhất cho có thể cho các bạn. Còn những bạn nào mà ở khu vực ở các tỉnh khác thì thứ nhất là phải ra xe lấy được, hoặc cái thứ hai là các bạn phải cọc tiền trước giùm mình thì mình mới gửi được nha. Rồi, có gì các bạn inbox vào Facebook giùm mình và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi, và trước khi vào cái nội dung chính của video của ngày hôm nay thì mình cũng trả lời một cái vài câu hỏi mà các bạn hỏi mình trong cái thời gian gần đây về những cái ngày nóng và những cái biểu hiện của con chuột hamster á, các bạn hay hỏi mình. Cái câu hỏi đầu tiên của các bạn hay hỏi mình á là về cái việc mà hamster nó hay bị ướt hai bên cái mép miệng của nó vào những cái ngày nóng đó các bạn. Ví dụ như con chuột này thì các bạn hay hỏi mình á là hai bên mép miệng nó sẽ bị ướt nước, ướt cái phần lông hai bên này nè. Đó. Và có nhiều con thì nó bị ướt hết cái phần bụng luôn. Thì cái này á, là do những cái ngày mà trời nóng quá thì cơ thể của mấy con chuột này nó sẽ phản ứng tự nhiên nha các bạn. Cái này là kêu bằng là phản ứng tự nhiên thôi, chứ không có ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là gì hết. Cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Thì nếu như mà các bạn mà giả sử như các bạn mua một cái con chuột từ shop mà về nhà mà các bạn mua ngay giờ trưa nắng á, thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng này của mấy con chuột rõ nhất. Thì nó sẽ bị gọi là chảy nước bọt ra hai bên mép. Con nào mà ít thì hai bên mép thôi, còn con nào mà chảy nước bọt nhiều thì sẽ ướt hết phần bụng luôn. Thì cái này là bình thường, các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn thấy nó chảy nước bọt như thế á thì các bạn có thể là để cái con chuột của bạn ngay cái quạt để cho nó mát. Nó mát thì nó sẽ giảm nhiệt trên cơ thể của mấy con chuột lại và nó sẽ hết, ngưng hẳn cái hiện tượng nó luôn nha. Đó, chứ không có ảnh hưởng gì hết. Và cái câu hỏi thứ hai các bạn hãy hỏi mình á là về lông của mấy con chuột này nó bị rụng. Thì lông mà hamster này nó bị rụng thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do con chuột của bạn nó bị bệnh về lông, nó rụng. Thứ hai là do trời nóng. Thì nếu như mà con chuột của bạn lông nó bị rụng do bệnh á thì nó sẽ rụng rất là nhiều và nó mọc lại hầu như là nó không chịu mọc lại luôn, là do bệnh về lông của mấy con chuột này. Còn nếu như mà rụng do cái những ngày trời nóng á, thì con chuột của bạn nó sẽ rụng, nhưng mà rụng ít thôi, chứ không đến nỗi mà rụng hết phần trên lưng hoặc là phần dưới bụng rụng hết. Thì nếu như mà con chuột của bạn nó rụng lông do những ngày trời nóng thì các bạn cứ yên tâm mà nuôi, các bạn cho nó ăn đầy đủ vô thì một vài sau hoặc là 1-2 tuần thì nó sẽ mọc lông lại đầy đủ bình thường đó, chứ không ảnh hưởng gì hết. Thì cái này á, là nó sẽ có hai nguyên nhân, cho nên là các bạn nuôi á, thì các bạn phải quan sát mấy con chuột của bạn nha. Nếu như mà lông nó có bị bệnh do nấm hoặc là do bệnh gì đó thì các bạn có thể là tìm cách để mà điều trị cho nó sớm nhất nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào nội dung chính luôn nha. Thì cái đầu tiên để mà hạn chế việc mà mấy con chuột này nó nóng quá trong những cái ngày mà mùa hè nắng nóng đó các bạn, thì đầu tiên là các bạn phải đặt cái chuồng của mấy con chuột của bạn vào cái vị trí nào mà ở trong nhà mà các bạn cảm thấy nó mát mẻ. Thì các bạn có thể để cái chuồng của con chuột của bạn ở gần cái vị trí mà cái cây quạt ở nhà các bạn nó quạt qua hoặc lại á. Thì các bạn có thể để gần vị trí đó để cho khi mà cái quạt nó quạt á thì nó sẽ quạt qua cái chuồng hamster của bạn luôn.
thì giúp cho cái chuồng hamster của bạn nó sẽ mát hơn, dẫn đến là có mấy con chuột của bạn nó sẽ dễ chịu hơn đó. Hoặc là các bạn tìm một cái vị trí nào đó mà gió bên ngoài nó luồn vào mà các bạn cảm thấy nó mát á, thì các bạn có thể đặt cái chuồng ở cái vị trí đó đấy, thì nó sẽ giúp cho cái chuồng hamster của bạn nó sẽ thoáng và mát hơn đó, và không dẫn đến cái tình trạng kia là mấy con chuột của bạn nó sẽ bị chảy nước bọt nữa đó. Ngoài ra thì cũng có một vài bạn hỏi mình đó là có để con chuột của bạn ở trong phòng máy lạnh được hay là không. Thì cái việc mà để chuột trong phòng máy lạnh đó thì cái này mình không khuyến cáo các bạn nha. Tại vì á, khi mà các bạn để chuột ở trong phòng máy lạnh thì các bạn phải vệ sinh làm sao đó, hoặc là sử dụng lót chuồng nó phải không có bụi, hoặc là các bạn vệ sinh mỗi ngày luôn cho nó sạch sẽ thì các bạn mới nên để trong phòng máy lạnh. Còn không thì các bạn mà sử dụng lót chuồng mà ví dụ như mùng cưa như thế này mà con chuột của bạn nó đi vệ sinh nhiều quá thì dẫn đến việc là cái phòng của bạn nó bị hôi. Với lại á là vào mùa nóng thì như nãy mình nói rồi thì mấy con chuột này nó sẽ rụng lông, cho nên là lông của mấy con chuột này á thì nó sẽ rất là mỏng và nó sẽ bay nha các bạn. Nó mỏng dẫn đến việc là lông của mấy con chuột nó sẽ bay. Và các bạn để trong phòng kính á, phòng máy lạnh thì tất nhiên là phải phòng kính rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn thôi. Cho nên là mình khuyến cáo các bạn là để bên ngoài và canh ngay cái vị trí nào mà nó mát mẻ một tí, như mình nói là ở gần cái quạt hoặc là vị trí nào có gió thổi á, thì các bạn để là ok rồi, các bạn không cần mà để trong phòng máy lạnh đâu. Còn mà các bạn mà để muốn để thực sự muốn để trong phòng máy lạnh cho mấy con này nó mát thì các bạn phải vệ sinh thường xuyên chuồng trại đồ sạch sẽ, có thể là mỗi ngày mỗi vệ sinh, hoặc là cách một ngày các bạn vệ sinh một lần để cho vừa sạch sẽ cái chuồng của mấy con chuột, và cái đặc biệt là đảm bảo cái sức khỏe của các bạn nữa đó. Tại vì phòng máy lạnh là thường là phòng ngủ rồi đúng không, hoặc là phòng làm việc đồ của các bạn, thì cái môi trường ở trong phòng máy lạnh thì mình nghĩ là nên là để nó sạch sẽ nhất để cho nó thoải mái. Còn các bạn để mấy con chuột này vào thì sẽ gây hôi phòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về lông của mấy con chuột này nó rụng mùa đó thì cũng không tốt cho lắm. Cho nên là mình cũng không có khuyến cáo các bạn để nuôi mấy con chuột này ở trong phòng máy lạnh nha. Để bên ngoài thoáng mát là ok rồi. Và tiếp theo nữa là về chuồng. Về chuồng á, thì các bạn nuôi rất là nhiều chuồng khác nhau. Ví dụ như là lồng như thế này, những chiếc lồng như thế này á, thì nuôi nó sẽ thoáng mát hơn. Cái này là ok hiển nhiên. Ngoài ra thì các bạn, mình thấy các bạn rất là thích nuôi chuột ở trong những cái thùng nhựa, thùng nhỏ như thế này, hoặc là những cái thùng nhựa 15 lít, 30 lít mình hiện tại mình đang bán cho các bạn á. Thì đối với những cái thùng nhựa mà các bạn mua bên mình thì mình sẽ đảm bảo là cái thùng đó nó sẽ được thoáng mát, thoải mái. Tại vì trước khi mà mình bán những cái thùng đó cho các bạn là mình đã test qua những cái con chuột ở nhà mình nuôi rồi đó, mình thấy nó ok, thoáng mát, không có gây cái ra cái hiện tượng mấy con chuột này nó bị nóng quá thì mình mới bán cho các bạn. Cho nên là mình đảm bảo là nó sẽ thoải mái nha. Đó, các bạn chỉ cần để những cái thùng nhựa đó vào vị trí thoáng mát một tí là ok rồi. Còn về những cái thùng mà các bạn tự làm đồ đó thì các bạn phải lưu ý là làm lưới đồ này nó lớn một tí, hoặc là các bạn làm sao cho đảm bảo cho cái chuồng nó thoáng mát là ok, là nuôi bình thường hết. Và về cái lót chuồng này các bạn, thì ở đây mình sẽ lấy ra những cái loại lót chuồng mà hiện tại mình đang bán. Đây là tất cả những cái lót chuồng gọi là giá rẻ, giá trung bình thôi mà bạn thường hay xài. Cái thứ nhất là mùng cưa nè các bạn. Thì á, về cái mùng cưa này á, thì các bạn lót, muốn lót vào những cái ngày nóng như thế này á, thì các bạn lót một lớp mỏng thôi. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn xem một lớp mỏng là lót cỡ bao nhiêu là cho nó hợp lý nha. Đây, đó, cái con chuột này, cái chuồng này thì mình mới thay lót chuồng nha các bạn. Thì mình lót cho nó một lớp mỏng như thế này thôi. Đó, các bạn cũng lót đều hết chuồng luôn, nhưng mà các bạn đừng lót quá dày. Bạn lót là cho nó thấy những cái khoảng hở như thế này là được nha. Đấy, khoảng hở chút chút như thế này là được. Hoặc là các bạn có thể lót ít hơn. Thì cái việc lót mỏng như thế thì sẽ giúp cho con chuột của bạn nó mát hơn, và dẫn đến việc là các bạn phải thay cái lót chuồng này thường xuyên hơn. Ví dụ như các bạn lót như thế này thì khoảng cách một ngày các bạn thay một lần thì nó sẽ đảm bảo vệ sinh. Còn những ngày thường mà các bạn lót dày thì cách hai ngày các bạn thay một lần nha. Đó, lót mỏng như thế thì con chuột của bạn mát hơn, nhưng mà các bạn thay mùng cưa nó sẽ nhanh hơn đó. Nhưng mà cái mùng cưa này thì giá nó rất là rẻ thôi các bạn, cho nên là các bạn xài một lần như thế thì cũng không có bao nhiêu. Các bạn nên lưu ý là thay thường xuyên để đảm bảo cho con chuột của bạn nó sạch sẽ nha, và không có gây ra hiện tượng là bệnh này bệnh kia. Rồi,
Và sau khi mà các bạn lót một lớp mỏng như thế thì các bạn xài khoảng cách một ngày, thì nếu như mân chuột của bạn nó đi vệ sinh nhiều, ví dụ như chuồng chuột này, thì cái lớp mùn cưa nó sẽ nở ra nữa nha các bạn. Đấy, cho nên là nếu như mà các bạn lót nhiều nữa thì cái mùn cưa nó sẽ nở ra nhiều nữa và dẫn đến là mấy con chuột này nó sẽ bị nóng. Đó, như là cái chuồng này. Đấy, cái chuồng mấy con chuột này thì mình nuôi đỡ mấy con này ở trong này nha. Thì cái chuồng nhỏ như thế này thì mình nuôi đỡ mấy con chuột này vài ngày thôi nha các bạn, chứ mình không có nuôi luôn nha. Đấy thì thôi, có nhiều bạn hiểu lầm rồi, nuôi mấy con chuột này ở trong một cái chuồng nhỏ như thế là không tốt nha các bạn. Mình nuôi đỡ vài hôm thôi rồi mình bán nha các bạn. Đấy, thì để một hai ngày thì cái mùn cưa nó sẽ nở ra như thế này. Đó là dừa nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn lót cát. Đây, cát thì có cát Ấn Độ, cát bút đi trắng và cát bi sang. Cát bi sang thì theo mình thấy là giá rẻ nhất rồi, hiện tại bên mình bán là 10.000 một bịch một ký. Như thế này có mùi thơm nhẹ luôn. Đó, thì theo mình thấy cát bi là nó rẻ nhất. Nhưng mà cái nhược điểm của cát bi này á, mà nếu như con chuột của bạn nó đi vệ sinh nhiều á, thì những cái hạt này nó bị vỡ, dẫn đến là nó dính ở phía dưới đáy chuồng các bạn, thì các bạn vệ sinh nó hơi cực. Còn đối với những cái cát này thì giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ cát quýt đi trắng này hiện tại bên mình bán là 29.000 bịch một ký, và cát Ấn Độ này á là 25.000 một bịch một ký. Thì cái cát này á, khi mà con chuột nó đi vệ sinh thì nó sẽ vón cục lại, và các bạn chỉ cần thay thay những cái chỗ mà nó đi vệ sinh thôi, bỏ là xong. Rồi chỗ nào còn sạch thì các bạn có thể xài là bình thường. Đó, thì cát này thì nó dạng như là đá xay nhuyễn các bạn, cho nên là nó sẽ không có bị gọi là lem phía dưới chuồng, phía dưới đáy chuồng của các bạn. Đó, thì tùy theo các bạn thích xài loại nào thôi. Có bạn thì thích xài cát bi, có bạn thì thích xài những loại cát này. Còn đối với xài những cái bịch cát như thế này á, thì tất nhiên là nó sẽ đảm bảo cho chuồng của bạn nó đẹp hơn, và giúp cho con chuột của bạn nó sẽ mát mẻ hơn, thoáng mát hơn. Đó, nhưng mà bù lại á, là tính ra khi mà các bạn sử dụng cái đối với cái mùn cưa này á, thì những bịch cát này nó sẽ đắt tiền hơn. Đó, cho nên là các bạn cần lưu ý nha. Nếu như mà các bạn nào mà cái túi tiền của bạn, chi phí của bạn có dư dả một tí, hoặc là chi phí nuôi một mấy con chuột này của các bạn nó cao một tí, thì các bạn xài cát này nó sẽ ok hơn. Còn những bạn nào mà túi tiền thấp một tí thì các bạn xài mùn cưa vẫn ok, nhưng mà các bạn lót một lớp mỏng thôi và chịu khó cách một ngày thay một lần, thì nó vẫn đảm bảo vệ sinh và vẫn đảm bảo cái việc thoáng mát cho mấy con chuột của các bạn vào mùa hè nha. Đó. Còn về thức ăn thì các bạn cứ để thức ăn bình thường, không có thay đổi gì hết. Các bạn bổ sung thêm những cái loại như là rau củ, như ví dụ như là cà rốt, hoặc là dưa leo, hoặc là rau xà lách rồi đó. Thì cái này các bạn bổ sung thêm dinh dưỡng về rau cho mấy con chuột này, nó ăn thêm nha. Thì cho nó ăn rau củ đồ hoặc là cà rốt rồi đó, thì cái một tuần các bạn cho nó ăn khoảng 2-3 lần thôi, và các bạn chia đều ra các ngày trong tuần là ok. Còn về nước, đặc biệt là về nước, thì các bạn phải để nước đầy bình, và các bạn phải thường xuyên canh cái mực nước của nó có hết hay không. Thường á, là mấy con chuột này nó uống khoảng tới đây các bạn. Đây, khoảng tới đây. Đó, là mình đã bắt đầu mình thay rồi. Đó, hoặc là các bạn nào kỹ thì khoảng phân nửa bình, hoặc là hơn phân nửa bình một tí thì các bạn bắt đầu thay là dừa nha. Còn nước á, thì các bạn cứ cho nó uống nước sạch bình thường. Các bạn như có nhiều bạn hỏi mình đó là cho nó uống nước lọc hay là nước máy, nước phong tên của mình á, thì mình khuyên các bạn cho nên cho nó uống nước lọc đi. Nước lọc thì uống cho mấy con chuột này nó sẽ tốt hơn. Còn nước máy, nước phong tên của mình á, thì nhiều khi nó có phèn các bạn, thì không có tốt cho đối với sức khỏe của mấy con chuột này. Đấy, còn các bạn nào nuôi nhiều á, thì các bạn có thể suy nghĩ lại cho nó uống nước máy cũng được. Còn về những cái thứ nước như là nước ngọt hoặc là nước có ga đó, thì tuyệt đối các bạn không nên cho mấy con chuột này nó uống nha. Tuyệt đối không nên cho uống nha. Chỉ cho nó uống nước lọc sạch sẽ bình thường là ok. Còn về nhà với lại đồ chơi đó các bạn, thì nếu như mà chuồng của bạn rộng thì các bạn có thể để thêm cho nó chơi. Hoặc là mình thấy có nhiều bạn á là mua thêm những cái miếng làm mát của đó, thì mình thấy cái đó cũng ok. Hoặc là nhà lạnh, nhà làm mát của đó, thì mình thấy những cái món đó thì nó hỗ trợ thêm cũng khá là ok, nhưng mà mình thấy nó không có hiệu quả cho lắm. Nhưng mà các bạn có thể để vào cho mấy con chuột này chơi, cũng như là giúp mấy con chuột này nó làm mát hơn nha. Rồi, và video của mình hôm nay cũng sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Thì mình làm một cái video ngắn ngắn như thế để mà chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể nuôi mấy con chuột này và mùa hè nó ok hơn, giúp cho mấy con chuột của bạn nó thoải mái hơn, nó mát mẻ hơn một tí vào những cái ngày nắng nóng này nha.
Rồi vậy nếu như mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để mà ủng hộ mình ra nhiều video để cho các bạn xem về chia sẻ xoay quanh cái việc mấy con chuột hamster này nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.